Xin chào các bạn, như vậy là sau một thời gian rất dài chờ đợi và mong ngóng thì cuối cùng những chiếc Seiko 5 quân đội phiên bản 2021 cũng đã chính thức có mặt tại Duyên Watch, đại lý ủy quyền chính thức của thương hiệu Seiko tại Việt Nam. Và trong video hôm nay, Đức xin dành để nói về những thay đổi, những nâng cấp mà Seiko đã dành cho phiên bản mới này so với người tiền nhiệm của mình. Vâng, đây chính là phiên bản Seiko 5 quân đội 2021 đặt bên cạnh nguyên bản cực kỳ nổi tiếng của nó đã ra mắt từ nhiều năm trước. Phong cách quân đội đặc trưng thì vẫn được giữ nguyên, nhưng các chi tiết từ trong ra ngoài thì đã khác đi khá nhiều. Với phiên bản 2021, thực tế thì nó là một phần của bộ sưu tập Seiko Fire Sport thế hệ mới được nhà sản xuất khởi xướng từ năm 2019. Lúc đó thì chúng ta đã có được các phiên bản là Diver và một năm sau là sự ra mắt của các phiên bản giản lược theo kiểu Peter và hôm nay là phiên bản Feel mang phong cách quân đội thuần túy, được coi như là sự thay thế trực tiếp cho dòng SNK80 này. Giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết của những sự thay đổi. Bộ kim luôn giữ một vị trí trung tâm trong thiết kế của một mẫu đồng hồ và đây cũng là điểm mà Seiko lựa chọn để thay đổi đầu tiên. Nhà sản xuất Nhật Bản đã đưa kiểu kim Obelix vào thay thế cho kiểu kim Lawson trên phiên bản cũ. Kim Obelix thì được lấy cảm hứng từ những ngọn tháp đồng hồ mặt trời ở thời cổ đại. Kiểu kim này thì cũng đang là xu hướng của các nhà sản xuất ưa chuộng trong những năm gần đây. Nếu như bạn thường xuyên theo dõi video của mình thì chắc là cũng sẽ nhận ra. Ưu điểm của loại kim này đó là tạo cảm giác cứng cáp, mạnh mẽ, đồng thời có một diện tích đủ lớn để chứa được dạ quang, một tính năng quan trọng đối với đồng hồ quân đội. Phần dạ quang trên chattering của mẫu đời mới này cũng sẽ tăng kích thước một cách tương ứng và có dạng hình vuông thay vì chỉ là những chấm tròn nhỏ. Tiếp theo là đến từ bộ cọc số. Vẫn là phiên bản với bố cục cọc số 2 vòng, giờ và phút, nhưng kích thước, vị trí và cách hoàn thiện đều đã được thay đổi. Điều này sẽ đem lại cảm giác sắc sảo, cao cấp hơn cho chiếc đồng hồ. Hai chi tiết nữa cũng được đổi khác, đó là logo Seiko Fire đời mới thay thế cho kiểu cũ và việc di chuyển núm chỉnh giờ về góc 3 giờ thay vì góc 4 giờ. Núm cũng được làm to hơn và lồi ra nhiều hơn, từ đó mà thuận tiện cho việc thao tác hơn. Việc phiên bản này cũng được trang bị một loại kính cong thay vì kính phẳng. Điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng thị giác khá là thú vị và các bạn sẽ dễ cảm nhận hơn khi mà trên tay trực tiếp. Thiết kế dây của hai mẫu này cũng sẽ không giống nhau. Như các bạn đang thấy thì ở phiên bản cũ Seiko sẽ dùng dây 2 mảnh, còn ở phiên bản mới thì sẽ là dây 1 mảnh. Chất liệu này thì không có quá nhiều khác biệt, nhưng kiểu dây mới thì sẽ là sự trở lại của một thiết kế vốn có dành cho những mẫu đồng hồ quân đội trong thực tế. Kiểu dây này có lợi thế là dễ dàng thay thế, tháo lắp, phù hợp trong hoàn cảnh chiến trường. Với kiểu dây mới này thì nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cỗ máy về sau thì chúng ta thì cũng chỉ cần tháo dây ra như mình đang thực hiện đây. Với thao tác này là đủ để chúng ta có thể quan sát được bộ máy. Bộ máy này thì cũng sẽ là một bộ máy mới và mang tính đột phá, một trong những thay đổi đột phá của Seiko ở trên thế hệ mới này, đó là caliber 4R, tương đương với các dòng trung cấp và cận cao cấp của Seiko thì cũng dùng máy 4R. So với máy 7S trên Seiko Fire đời cũ thì nó có rất nhiều những nâng cấp, ví dụ như là thêm tính năng lên cót tay và tính năng dừng kim dây chỉnh giờ. Đồng thời thì độ chính xác hay là độ ổn định cũng sẽ được cải thiện hơn so với dòng máy 7S, chỉ đơn thuần có lên cót tự động mà thôi. Phần vỏ có lẽ là chi tiết tương đồng nhất giữa hai phiên bản, vẫn là thiết kế vỏ tròn với tai càng ngắn và ôm sát một cách gọn gàng, đi kèm hoàn thiện nhám đặc trưng của đồng hồ quân đội. Cuối cùng là kích thước. Mẫu nguyên bản SNK80 này có đường kính vỏ chỉ là 37mm, nên được coi là hơi nhỏ so với thị hiếu chung của ngày nay. Chính vì thế mà Seiko đã điều chỉnh phiên bản 2021 có một kích thước đường kính lớn hơn. Cụ thể là kích thước của phiên bản 2021 sẽ là 39,4mm, một con số mình cho rằng là rất tối ưu, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Chu vi tay phù hợp sẽ là khoảng từ 15 cho đến 17cm, cũng là chu vi tay phổ biến nhất của người Việt Nam nói chung. Với những thông tin trên thì Đức hy vọng là các bạn đã có thể đưa ra được lựa chọn cho riêng bản thân mình. Nếu chưa thì đừng ngại liên hệ với bên mình để được tư vấn kỹ hơn. Cả hai phiên bản này đều đang có mặt tại Duyên Watch Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với chế độ bảo hành chính hãng. Mua đồng hồ tại một hệ thống đại lý chính thức, đầy đủ bảo hành chính hãng luôn là cách đơn giản nhất để chắc chắn có thể sở hữu được đồng hồ thật. Đức rất mong được đón tiếp các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.